phi sản văn vi vô hệ thống phạm nhân lưu thiên địa mênh mông ai chủ chìm nổi còn kiến hồi xuất kiếm cũng có thể trảm chân tiên trên trời tư chất bình thường cô nhi trần trường mệnh dưới cơ duyên xảo hợp ngộ nhập hung hiểm khó dò tiên đồ tại ngươi lừa ta gạt cá lớn nuốt cá bé tràn ngập tính toán tu tiên giới mở ra một cái rộng lớn mạnh mẽ chứng đạo trường sinh con đường chương một này nhân gian quá đắng bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Tiên sư đại nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Luyện khí cảnh đại tu sĩ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Linh giáp quyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Chướng khí sơn cốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Cửu thiên ma xà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Đánh vết chu phương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Khảo thí Linh căn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Tạp dịch đệ tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét